Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lời? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ giữa chén quét nhà làm vườn chăm con, nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, chỉ muốn vợ cười vợ vui. Giờ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Mưa buồn ơi mưa buồn, trời mưa cứ mưa mưa buồn hiu, cứ mưa. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Ông làm gì vậy? Trời ơi, bà đừng có la, tôi đang giá trời giá đất cho ông trời quang mây tạnh, mình buôn bán bán đất. Giá trời giá đất thì ra ngoài sân giá, mắc gì giá vòng vòng ở đây giống như lộng cúng tôi vậy hả? Trời đang mưa ra ngoài lỡ trời đánh làm sao? Nam mô. Lộng thân. Hô, lên ghê chưa? Vừa giải xong có khách liền, anh uống gì anh? Tôi hỏi anh á. Em hả? Ừ, tôi hỏi anh á. Cà phê đá. À, có liền ngồi chết, ngồi ngồi. Dạ. Dạ. Không thân. Hả? Ba tôi đi nước cam luôn. Có liền, có liền. Thôi, vậy anh để gì vậy? Anh không biết tôi hay không, cái tiền với hỏi anh uống gì? Sáng giờ quán ế quá cho nên hơi sảng. Hơi sảng sảng hả? Ừ. Mà hồi nãy em đi ngang em nghe chị hát cái gì đâu. Hay á. Hay không? Hay, trời. Nó phải nịnh cho chị chứ, cái giọng chị y như là Misa vậy đó. Ý mày nói là tao hát dở như con Misa hả? Hả? Mày tin tao vũa cho cái mỏ mày nó bằng lại luôn không? Em thấy sao em nói như vậy mà. Bà Misa hát cũng hay mà. Misa là cái con hát dở như cái thớm này á. Chị nói nhỏ nhỏ thôi. Chị nói lớn quá, bà ngoại Misa mà nghe được bà qua bà dở quá chị luôn. Trời ơi, trời tao sợ quá, tao thách bà qua đây luôn. Nhỏ thôi. Mà ông Thương. Dạ. Có nước cam chưa? Dạ, có liền, có liền. Lâu lắm. Anh uống gì? Cà phê đá. À, có liền. Ông Thương. Dạ. Sao ngon ngay vậy? Anh sợ em đau bao tử. Ông muốn tôi tiểu đường hả? Ừ. Cái gì? À, không có. Để em pha ly khác nha. Trời. Anh uống gì? Cà phê đá. Dạ rồi. Trời ơi, bị gì ta? Chị sao anh bị lâu chưa chị? Sáng giờ ế quá sảng sảng. À, mới bị sáng giờ thôi hả? Ừ. Nhưng mà vậy thấy vui với chị. Sao vui? Chị có ông chồng đáng đồng tiền. Thiệt. Dễ sai, dễ bảo, kêu gì làm cái đó. Ở nhà chắc hai chồng sống vui vẻ lắm ha. Trời ơi, lấy chồng á là phải dễ sai dễ bảo, đúng không? Dạ. Chứ lấy chồng không lẽ lấy về để anh bàn thờ để thờ. Vậy luôn hả chị? Trời. Nhưng mà chị, cái này em tâm sự với chị luôn nha. Chị đừng nói ảnh biết. Tâm sự gì? Ảnh có hay ngồi tâm sự với em. Ảnh nói là cuộc sống của ảnh dạo này bế tắc lắm. Ảnh buồn dữ lắm chị. Đôi lúc ảnh khóc luôn á chị. Ảnh nói ảnh khóc thầm hoài luôn á chị. Ảnh còn tâm sự với em vậy nè. Nếu mà cuộc sống của ảnh á mà cứ như vậy mà kéo dài hoài 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 luôn á thì sớm muộn gì ảnh cũng hả treo cổ tự tử chết hả. Cái gì? Ông dám nói như vậy với ông luôn á hả? Em nói gì thôi chứ em không có ý gì hết trơn hả chị? Mà ông thôi. Dạ. Đây em uống đi, xin túi xoài. Anh uống gì? Mỏng lên. Ông nói cái gì về tôi hả? Ông đi bêu réo tôi với hàng xóm là tôi ở nhà tôi độc ác lắm đúng không? Ông áp lực lắm đúng không? Làm gì có. Trời ơi, em nghe lời ai vậy? Thằng nào anh mà biết thằng nào du quan giáo quạ hả? Anh đập vô mặt nó liền luôn á. Làm gì? Bình tĩnh anh. Bây giờ có thằng Hoàng ở đây. Ông nói làm sao thì nói nha. Để nó hiểu lầm á là ở nhà tôi áp bức ông nghe không? Nghe chưa? Còn ở hàng xóm này á, ai á mà thọc mạch một lần nữa ha, tôi vũa chứ không còn cái răng ăn cháo nữa. Bội à, cất tủ lạnh đi, không uống hả? Trời, chị hiền ghê anh hả?
Dạ nha. Cà phê đá đâu? Đập mặt mày luôn cà phê đá. Tao tâm sự với mày, mày học mạch ra cho bà làm chi vậy? Thì hôm bữa anh kia anh nói cho em nghe, em tưởng đâu anh nói xong cái là thay lời muốn nói lại với chị cho nên mới nói chứ. Mày phải hiểu cái đó là rượu nói chứ phải tao nói. Càng nói tức quá tao muốn đập vô mặt mày luôn á Minh Hoàng. Tôi cái vụ anh mình... Đường ơi, cho em liên xin tối xoài. Kìa, uống đi. À, cảm ơn. Không có được uống mày. Tôi khách mà, tôi mua tôi uống chứ. Cái này của khách VIP. Rồi ông bán rồi, ông thèm uống luôn. Chuyện gì vậy Cưng? Ê, sao vậy? Nói nghe coi, có chuyện gì vậy? Ê, vợ la. Tối nay không biết có được ngủ trên giường không? Tức thiệt. Một người á thì để vợ lên đầu, còn một người á thì nhu nhược. Đúng là sỉ nhục đàn ông mà. Đừng nói nữa mà. Minh Hoàng ơi, Minh Hoàng. Minh Hoàng, chiều rồi dậy nấu cơm. Nhờ chứ đi, xíu nên về liền. Về về trước đi, anh trả tiền xong anh về liền. Về đi. Lẹ nghe. Đi về. Nghe chưa? Giật mặt cái kiểu đó. Đừng có giận mặt với tôi. Con vợ em mà đi chậm chút xíu nữa là hai ba bàn tay vô mặt nó liền. Trời ơi. Mày dám đánh vợ luôn hả? Trời, đánh là chuyện bình thường. Dạy vợ là phải dạy từ lúc nhỏ hiểu không? Ghê hả? Sao ghê, bình thường anh. Nè, hồi nãy trước khi mà con vợ vô đây là mọi người có thấy là trên má nó có dính cái gì không? Thấy cái bầm tím á, bầm tím. Tao tan đó. Trời đất ơi. Trời ơi. Tao quýnh mà né mày. Tao vô đây né con chứ nó bóp bên đây liền. Đâu phải dẫn chơi được. Minh Hoàng ơi, em là thân tự của anh. Cái đó bình thường thôi anh ơi. Có cái bí kíp gì chị tôi với anh đi. Chị đi. Cái gì cũng phải có bí quyết. Thằng hùng dũng này, kể từ ngày hôm nay sẽ không còn sợ vợ. Ta phải thật mạnh mẽ lên, không để tiếp tục cho vợ mình đè đầu cưỡi cổ. Bởi vì ta là ai? Bà má đặt cho ta cái tên là Hùng Dũng, mong muốn mình trở thành một anh hùng mạnh mẽ. Này, phải khởi nghĩa, khởi nghĩa. Ơi trời ơi, mệt quá. Đường xá gì mà kẹt xe thấy sợ luôn á. Ê chồng, lấy ly nước uống à. Nghe không vậy? Lấy ly nước uống coi. Mệt quá. Khát nước hả? Ừ. Khát nước sao không tự xuống dưới mà lấy? Tôi không phải là ôn xin của cô để cô sai bảo, hiểu không? Mới nói gì vậy? Một cô điếc hả? Cô không nghe. Tôi nói rất rõ là muốn uống nước thì đi xuống dưới mà lấy. Tôi tuyên bố cho cô biết, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ là chủ của gia đình này. Mới nói gì đó? Hả? 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 Chủ? Nói gì? Dám nói lại lần nữa không? Làm gì không dám? Kể từ ngày hôm nay tôi sẽ là chủ của nhà này. Chủ, ai là, ai là, ai là? Chủ nè. Đó. Đi luôn đi. Cái gì? Ông nói vậy thiệt hả? Thiệt. Anh là người lớn, không lẽ anh nói xạo em? Không thêm không bớt một câu. À, thì ra cái thẹo này là do ông đánh tôi hả? Ông nói vậy mà. Khoan, mấy vụ bầm á, đừng có sức muối, không có hết đâu. Lan Ngọc Gà nè, tin tôi đi, kinh nghiệm sống. Ông Thượng, lấy đi sinh tố nãy cho tôi. Ông làm gì vậy? Uống sinh tố xoài. Cái ly sinh tố này của tôi mà. Thích uống sinh tố xoài đi tự pha mà uống. Trời. Ly sinh tố này là của tôi, còn cô đi la bàn đi.
Bữa nay ông học ở đâu ra cái thói đó vậy hả? Tiên Sa, tôi cảnh cáo cô, tôi nói cho cô biết nha, chồng cô Mộng thường là một đấng trượng phu đầu đội cờ chân đạp đất, còn cô chỉ là một con vợ quen thôi. Nói cho biết nha, muốn ăn trứng không? Dạ muốn. Sợ rồi không? Ngoan, ít nhất là phải như vậy chứ. Dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Biết chưa? Mộng Thường. Cứu tôi với Mộng Thường á. Tôi là Hùng Vũ, phải chồng chị luôn nha. Không có nói nhiều, hôm nay tôi phải dạy cho thằng cha Mộng Thường này một bài học mới được. Dạ chị. Không biết á, Hoàng chiêu nó làm sao, chứ nó chỉ mình lên mặt với vợ á, sao mình còn bị đánh nhiều hơn. Sao cái mặt sưng thấy ghê vậy? Hồi nãy làm như nó quýnh, nó giận nội công, nó quýnh một cái nó chưa có sưng liền, giờ nó mới sưng. Thôi đẹp quá. Em nói thiệt anh, em cũng ráng về em gồng hết mình, em giận dữ với nó mà chưa nói dứt câu nó quýnh em bầm mắt luôn. Anh nghe thấy gì không? Trời ơi, kiểu này ở trong đó là thằng Lương nó đang phát lên lên 4-3 cái. Lên bối xuống nhỏ ra anh. Anh về nhỏ chết làm sao? Cứu nó mới được. Cứu đi. Trời ơi, mở cửa đi. Quang, đừng có hành hạ mà nhỏ như vậy. Quang ơi, lên đi, em có sao không? Gì vậy? Thằng Quang nó đánh em ra nông nổi nè. Ai đánh? Trời đất ơi, bầm mặt hết rồi nè. Chảy nước mắt quá trời nè. Tôi đánh thằng Quang, nó đánh tôi. Ủa? Em nói thì sao á, nó qua nó kể nó đánh em tan nát luôn á. Tan nát gì? Tan nát tụi nào? Để đi cái vết bầm chứ đâu. Tôi nói cho mấy người biết nha, cái vết bầm này là từ hôm qua. Tôi đi ngoài đường, tôi vừa lướt Facebook, té đập mặt thôi. Ây da. Đánh tụi nào? Nói với anh vậy hả? Ừ. Minh Hoàng. Ây da. Béo. Đánh. Hoàng. Sao? Bộ mới đi sở thú ra. Mặt bị mèo cào hả? Sao? Anh nói với chúng bạn anh là anh đánh tôi bầm mặt hả? Rồi anh chỉ cách người ta đánh vợ sao? Làm lại tôi coi. Trời ơi, cái thằng này đúng là cái thằng sợ vợ á. Không phải, nó không phải là thằng sợ vợ. Cái lại gì? Mà nó là đệ nhất sợ vợ. Vì vợ tôi là nhất trên đời. Trời ơi, thời buổi gì rồi, thằng cha này còn ăn mặc sến súa thì trời. Chủ quán ơi. Dạ. Có bán cà phê không chị? Dạ có anh. Anh còn cần gì nữa không? Đẹp, đẹp quá luôn á. Ê, đây là quán cà phê nha, không có thả thính nha, vợ tôi đó. Chắc là anh đã hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi không phải khen chị nhà đẹp, mà tôi khen á cái máy cà phê của anh đẹp đó. Hiểu không? Ừ. Khen máy cà phê hả? Ừ. Cái máy cà phê này á, tôi lượm thùng rác. Tôi là phù thủy tái chế, dưới bàn tay nghệ thuật của tôi nó đã trở thành một tác phẩm điêu khắc. Wow, tuyệt vời. Tôi rất thích những người nào mà có óc sáng tạo như anh. Dạ. Yeah. Cái không gian này đúng là quán cà phê rồi. Cái gì ông nội? Thì đây quán cà phê là cái quán cà phê, chứ không gian này đúng là quán cà phê là cái gì? Thôi bây giờ gì, xin mời anh chị ngồi, cứ ngồi tự nhiên đi. Ngồi em. Tôi cũng xin giới thiệu với anh chị, tôi là đạo diễn Peter. Tôi đang đi tìm một bối cảnh để quay MV ca nhạc. Mà tôi thấy á, cái không gian, cái bối cảnh trang trí của anh chị như vậy đúng là cái quán cà phê mà tôi đang đi tìm. Nếu mà được á, anh chị có thể hợp tác với tôi được không? Được chứ. MV sắp tới tôi quay á, cho tài tử Minh Ngân đó. Tài tử Minh Ngân là ai vậy?
Ông sao vô duyên quá. Tài tử Minh Ngân nổi tiếng vậy mà cũng biết. Bởi vậy suốt ngày lo ba cái đồ rác của ông không á. Cái gì hết trơn. Anh, chồng của em mà không hợp tác, em cũng hợp tác nữa. Nhưng mà có một điều kiện nha. Điều kiện? Dạ. Nói đi. Cho em xin dạy trong MV được không? Tưởng chuyện gì? Chuyện nhỏ. Chỗ thiệt á anh? Thiệt. Vợ ở đâu, chồng phải ở đó. Tôi phải có mặt trong cái MV này. Ồ, welcome. Giờ sao chú? Ủa con ơi. Dạ. Nói vậy là con mời chú làm quần chúng cho MV hả con? Dạ đúng rồi. Quay MV thôi hả? Dạ. Trời ơi, con đẹp mà sao con không có mắt vậy con? À, không. Ủa, có con sao mắt. Sao chú? Con nhìn. Con nhìn chú đi. Con đừng thấy vậy mà con đánh giá nó tầm thường. Nghe. Chú nói thiệt á, cách đây 30 năm mà nếu mà chú chịu là chú đã nổi tiếng rồi đó. Lúc đó ở đoàn phim nước ngoài về thấy chú đi theo năn nỉ nhờ chú quay đó mà chú không quay á. Nói thiệt. Đó, đó. Chứ giờ tự nhiên làm quần chúng không có xứng tầm với chú con ơi. Thiệt. Không có xứng tầm. Con cũng vậy á chú Tư. Bây giờ với cái nhan sắc của con vậy á mà con vô MV con sợ là làm lu mờ cái vẻ đẹp của tài tử Minh Ngân luôn. Ủa? Đó, bây giờ lúc đó con ngại lắm. Ủa tài tử Minh Ngân là thằng nào mà tao không biết vậy trời. Ôi nổi tiếng lắm luôn á chú Tư. Nổi là người ta phải biết chứ nổi mà nói ra không ai biết hết là con sao. Nít biết. Thôi. Bây giờ hai người có tham gia không? Không tham gia hôm qua sớm trên mọi người khác. Từ đi trời, gì hết tắt vậy trời. Hết rồi bọn chị. Khoái gần chết mà đặt mình tịch là bồ. Trời ơi, cái gì vậy? Ông hút dài dữ vậy anh? Mày đó hả Mộng Thường? Gặp tên ổng đi em. Ê khoan. Tự nhiên mày quyết định cuộc đời tao vậy mày? Để suy nghĩ chút con. Dạ nhanh. Làm quần chúng thì cũng được. Mai mốt phát ra một cái rồi đem khoe với mấy ông bạn già cũng được. Con cháu đồ. Con cũng vậy á. Con giờ sẵn có dịp này con chụp hình, con post Facebook. Cả ngàn người like. Lúc đó con sẽ thay đổi cái cuộc đời của con. Con trở thành hot boy Facebook. Linh. Dạ. Bé Hiếu. Dạ. Bé Hiếu. Bây giờ gì nè, đăng ký vô. Đăng ký tên của cô với lại Misa. Cô chắc chắn rằng là cái MV này chắc chắn sẽ thành công. Vì sao? Vì có Misa. Misa đẹp quá mà giọng ca của nó lãnh lót. Trời ơi là thắng. Ghi vô liền. Ghi vô. Hai vé. Hai suất đúng không cô? Hai vé. Dạ rồi. Chắc chắn thành công. Nghe con nói nè, MV của người ta là phải có người đẹp, người xấu. Đúng rồi. Cao, người lùng sủng. Con. Dạ. Con nói chữ lùn được rồi, con còn thêm chữ sủng vô làm chi nữa, thấy ghê vậy. Thà con nói lùn tịch chứ chú không tức. Nói lùn sủng chú tức dữ lắm. Sủng là nó có cái gì nó dễ sợ lắm. Nó không có thanh cao, tiệt thanh cao. Lùn sủng mọi nói chị biết mọi em. Rồi lùn tẹt nói tiếp được chưa. Đó, giờ như vậy. Cái phần đẹp á là con sẽ đảm nhiệm. Còn những cái phần khác á là mọi người tự chia với nhau nha. Mọi người nghe nè. Đạo diễn sẽ trả mỗi người 200.000. Rồi, vậy cũng được. 200. 200 ngàn hả? Dạ, đúng rồi. 200. 200. Dạ. Đúng sao đâu. Rồi. Chưa. Trừ 10% thuế là còn 180. Đúng rồi. Thì cái ai cũng phải trừ đó. Thuế 10% là đúng rồi. Chưa. Rồi. Trừ 20 ngàn tiền điện thoại. Trời đất ơi, cái quân nào mà ăn 20 ngàn tiền điện thoại, 20 ngàn gọi được 3 ngày luôn á, trời ơi nó ăn gì dễ sợ. Trời ơi, ông tham gia không? Quân nào ăn? Tôi. Tao biết rồi quân mày, ngồi xuống đi. 20 ngàn, muốn kéo chuyện tiếp đi con. Chưa. Mỗi ly nước tôi tính 50 ngàn. Trời đất ơi. 50 ngàn. Mày bán vàng hay mày bán nước? 50 ngàn, bình thường mày bán có 10 ngàn, mà tự giờ mày trừ 50 ngàn. Ăn trên đầu cha người ta vậy mày? 200 ngàn, 200 con thấy chồng không? Chồng con nói đúng, dạ ly cà phê 50 ngàn là đúng. Tại vì mọi người đóng MV đúng không? Là nguyên một cái đoàn phim nó kéo tới đây nó quay. Đó là cái ngày hôm đó quán con đâu có buôn bán gì được đâu. Bởi vậy mọi người phải chia lại cái tiền đó với con. Với lại mọi người lên MV là mọi người sẽ là người của công chúng rồi. Nổi tiếng rồi đúng không? Dạ, nổi tiếng rồi. Vậy cứ nhăn nhò gì rồi cứ trừ đi. Đây nè, đây nè, đi không? Nếu mà đăng ký thì ngồi đi đăng ký, còn không là biết out. Dạ. Đi ra ngoài. Cứ bao nhiêu đó thôi mà kêu kiệt làm sao nổi trên thế giới này được. Cô với Misa. Rồi thôi, hai người. Ủa? Bà đi được thì tôi cũng đi được. Ghi tên chú vô còn. Dạ. Con ok luôn.
Bây giờ cái cảnh này là Peter muốn Minh Ngân phải diễn buồn bã. Sao vậy? Dạ. Làm gì bây giờ đi ngoài vậy? Đi ngoài đi. Thôi được rồi. Tài tử gì chẳng quá vậy trời. Cái bà đeo cái đó. Đeo sao? Bà là bà, cái miệng bà. Giờ tôi có ý kiến. Tôi muốn đổi tất cả những diễn viên quần chúng này. Nếu không tôi sẽ đi về. Trời ơi, im lặng. Bây giờ mọi người muốn quay hay không? Muốn quay im lặng. Thôi bây giờ Minh Ngân vô đây ngồi nha. Bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Rồi, ngồi đi. Ủa, anh Minh Ngân, cái cảnh này là Peter muốn anh Minh Ngân xây ra để góc máy nó mới đẹp. Không, anh DOB anh nói tôi góc này đẹp hơn. Anh Tony anh nói tôi góc hình này đẹp nhất. Rồi, tôi muốn okay. Ngồi đây. Ok, ok. Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu quay. Quay, quay, giờ quay, vị trí. Rồi, dạ, dạ. Rồi. Dạ. Vậy chứ. Chú ơi, con ngồi kể chú với chú. Cái gì vậy? Quay, 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 quay. Con đi về bển. Quay. Không đúng vị trí của con. Quay, đi, đi quay, quay. Quay đi chú. Không có quay gì hết. Về vị trí. Cảnh này chỉ một mình Minh Ngân thôi. Về chỗ. Về. Trời ơi. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Quay hình, quay hình, quay hình, quay hình. Quay mặt vô trong. Sao được? Trời ơi. Nè, người ta mà làm mặt lồng lộn từ 3 giờ sáng giờ có ai đời quay mà tao kêu quay vô trong không có quay cái mặt ra ngoài. Trời ơi. Dạ dạ dạ. Bây giờ chuẩn bị quay, anh kêu mọi người quay mặt vô trong đi. Quay vô tường. Trời đất ơi, đi quay phim mà quay mặt vô trong ai hay biết mình là ai. Trời ơi, em đã thấy mặt em nữa chứ. Không có cãi, cắt da bây giờ. Quay, đi về, quay vô tường. Rồi, tất cả chuẩn bị. Rồi, chuẩn bị bắt đầu. 1, 2, 3. Anh Mộng Thường ơi, cho em ly cà phê mang về. Ôi, cái gì vậy? Người ta quay mà. Người ta quay mà vô riêng rồi. Cắt. Có chuyện gì nữa vậy? Ai mà vô, tôi đang quay mà tôi không có thời gian mà cứ cắt hoài vậy. Đi ra. Xin lỗi đạo diễn. Bữa nay không có bán quán nghỉ. Thôi được rồi, em mới tới đúng không? Quay mặt vô tuần. Đạo diễn, tôi có ý kiến. Tôi muốn cái cô đó đóng vai bạn gái của tôi. Rồi, ok. Trời ơi, sao không cho em đóng vai đó đi anh. Rồi, ok, vô ngồi ha. Rồi, Minh Ngân vô ngồi. À, em diễn chung với Minh Ngân cái cảnh này nha. Rồi, ok. Rồi, tất cả mọi người chuẩn bị tập trung. Không nói nữa. Không nói. Ngồi xuống, xây mặt vô trong. Đạo diễn cho tôi nói cái. Tôi muốn cổ là bạn gái của tôi mà phải thân thiết, thấm thiết. Rồi, ok. Em nghe Minh Ngân nói chưa? Cảnh này diễn tốt lên nha. Rồi, ok. Quay, chào. Đạo diễn. Cái gì nữa vậy? Quay. Hồi nãy giờ 2 lần rồi. Hả? Đi ra ngoài. Yeah. Hai bà cháu lộn xộn quá đi. Quay vô. Tôi mệt với cái đám này lắm luôn rồi đó. Rồi, ok, Minh Ngân yên tâm ha. Rồi, bây giờ quay. Rồi, bây quay giờ đi. Quay đi. Rồi, chuẩn bị lần nữa nha. 1, 2, 3. Wow, lãng mạn quá, đẹp quá. Giơ cánh tay bên trái lên. Giơ cánh tay bên phải lên. Bắt đầu dãy đi. Ồ, dãy mạnh lên. Quá lại. Wow, đẹp quá. Thôi, mình ăn diễn phiêu lên. Phiêu lên. Wow. Đẹp quá. Dãy mạnh lên. Cái cảnh này thật là sống động mà. Tôi là cái tay em là cổ em cái tay gọi là vậy cái tay vậy vui vẻ sợ luôn dài vậy vui vẻ sợ luôn tay quẩy quá trời quẩy luôn thật là lợt quá toàn thấy cái lưng với cái tay không à mấy ông mấy bà ơi. Sao kỳ vậy quay sao mà cái lưng không ạ? Thôi đi bây giờ không cần biết. Không có tiếng là phải có tiền. Tiền đâu? Ê, các tuần lễ rồi đó, tiền đâu? Tất cả từ từ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Cứ từ từ đi. Sao từ từ được anh? Clip lên luôn rồi em chưa có tiền nữa. Nói được rồi. Để ta gọi cho đạo diễn làm gì ghê vậy? Diễn phải từ từ. Ê, kiểu này chắc là Có tiền, có thưởng luôn. Nói tưởng nhiều à. Cái tiền. Nó nói thuê ba quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Trời ơi. Đâu vậy ư? Là nó quỵt đó trời ơi. Tiền đâu? Giờ bây giờ tao không biết đâu. Bây giờ trả tiền không đi. Cần biết. Ừ. Mày kêu tụi tao đi, mày phải trả tiền. Đúng vậy. Vậy thôi. Tiền đây, tiền đây. Tiền đây. Lấy đây. Đây, đây, đây. Em ứng tiền hay trả mọi người đi. Trả tiền. Trả tiền. Trả tiền. Trả gì mà trả? Ai biểu ngu? Nhận làm trợ lý dây và bắt tôi ối tiền ra. Tự nhận thì tự trả đi. Trả tiền đi. Trả tiền. Trả tiền đi. Tôi lớn nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế nhưng muốn vợ cười mơ vui. Sợ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời.